vấn chia tay Cường Đô La, Hạ Vi thay đổi đến chóng mặt. Chia tay Cường Đô La, Hạ Vi liên tục mắc lỗi trang phục, thể hiện sự yếu đuối trên trang cá nhân. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hạ Vi chia sẻ hình ảnh cô đội nón lá trong trang phục hiện đại, thời thượng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Bức ảnh nhanh chóng nhận quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người cho rằng bạn gái cũ của Cường Đô La sở hữu gu ăn mặc tinh tế, thanh lịch. Không ít người hâm mộ lại tỏ ra lo lắng cho gu thẩm mỹ đang ngày càng xuống dốc. Một người dùng mạng khuyên Hạ Vi cách phối đồ. Muốn theo đuổi phong cách đại trà thì cũng nên chú ý một tí. Áo bèo trên rồi thì đừng mặc quần chui nữa. Nhìn cả bộ trang phục có mấy nhăn nhúm hết cả lại mà. Mà không biết sao không chê được quả cười của bà này. Cứ giả giả mà chẳng hiểu làm màu cho ai xem. Có thể thấy sau khi chia tay Cường Đô La, Hạ Vi liên tục vẫn phải mắc lỗi ăn mặc. Trước đó không lâu, Hạ Vi cũng khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi xuất hiện trên đường phố Sài Gòn với chiếc áo bó sát, khoét vai sâu. Trong khi từ trước đến nay, cô vốn được biết là một trong những sao nữ có bờ vai ngang, thô và xương nhất nhì showbiz. Không chỉ vậy, Hạ Vi còn liên tục chia sẻ tình trạng sức khỏe ốm yếu, giảm sút của bản thân. Trên trang cá nhân của mình, hot girl vạn người mê chia sẻ hình ảnh bọc thuốc cùng với đó là dòng trạng thái. Mọi người hay nói sao mà em gầy thế em ơi, gầy thế này không ổn đâu. Xin giới thiệu em yêu của Vi, đồng hành được một năm qua. Ho nổ cổ họng bảo sao không gầy cho được. Trong khi bạn gái cũ ngày càng thể hiện điểm yếu, thiếu sót của bản thân, thì Cường Đô La vẫn hoàn toàn im lặng. Trên trang cá nhân của mình, Cường Đô La chỉ tập trung chia sẻ về những khoảnh khắc vui đùa bên Subel, những người bạn đại gia cùng niềm đam mê tốc độ của mình. Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Huyền My chi tiền khủng để sắm đồ chơi Tết. Dàn sao Việt đua nhau tậu hàng hiệu đẹp mắt để chơi Tết. Cuối năm là dịp mà những thương hiệu thời trang làm việc cực lực nhất. Khi nhu cầu mua sắm của mọi người tăng lên đến đỉnh điểm, hoạt động nghệ thuật hăng say và không ngừng nghỉ trong suốt một năm, loạt mỹ nhân Việt đình đám như Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Mai Phương Thúy đều tranh thủ đi mua sắm, du lịch dịp cuối năm để cân bằng lại cuộc sống bận rộn. Thanh Hằng đã có những hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là thời trang vô cùng nổi bật trong năm qua. Cuối năm, hot quyền lực của Vietnam Next Top Model 2016 tự thưởng cho bản thân một chiếc túi xách hiệu Dior. Cùng loạt phụ kiện giày xa xỉ nhà mốt chủ channel, Hồ Ngọc Hà cũng có một năm thành công với vai trò hot của The Face Việt Nam mùa đầu tiên. Cũng như những người phụ nữ khác, Hà Hồ rất yêu thích giày. Channel cũng là một trong những thương hiệu thời trang mà nữ hoàng giải trí yêu thích. Mai Phương Thúy dành thời gian đi du lịch nghỉ ngơi tại Hồng Kông. Nàng hoa hậu rất yêu thích những chiếc đồng hồ xa xỉ. Cô vừa tự thưởng cho bản thân chiếc đồng hồ đắt giá Hublot, thương hiệu đình đám của Thụy Sĩ, cùng rất nhiều quần áo phụ kiện của Chanel. Huyền My là nàng hậu được yêu tâm nhiều nhất trong suốt thời gian qua. Vốn là tín đồ của hàng hiệu nên người đẹp sinh năm 1995 luôn chi mạnh tay cho những món đồ xa xỉ. Cô rất thích những chiếc túi xách xinh xắn của nhà mốt Dior. Á hậu Tú Anh đang có du lịch tại Singapore, nàng á hậu luôn ưu tiên cho những đôi giày xa xỉ của Tristan Clavotin. Người đẹp gốc Hà Nội cũng mới mang về một chiếc đồng hồ xa xỉ của nhà mốt Rolex. Rộ tin U40 Kim Ti Hi mang bầu nên cưới gấp, xuất phát từ việc Kim Ti Hi bất ngờ được chúc phúc có nhiều con. Đám cưới Kim Ti Hi và Biren diễn ra chiều 19 tháng 1, được bảo mật kỹ lưỡng nhưng vẫn sốt xình xịch vì tên tuổi quá hot của cặp đôi này. Mới đây, thông tin nam diễn viên tiền bối An Sun Gi, người được mời làm cha đỡ đầu trong tiệc cưới tổ chức ở Thánh Đường được hé lộ. Trả lời báo giới, nghệ sĩ gạo cội An Sun Gi cho hay Kim Ti Hi và Biren là một cặp đôi rất đẹp vì đã gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp trong một thời gian dài. Ông bất ngờ gửi lời chúc tới cặp đôi này sẽ sinh nhiều con. Tôi mong họ sẽ có nhiều con cái, cả hai đều là nam thanh nữ tú, nên những đứa trẻ chắc sẽ rất đẹp và khỏe mạnh. Lời chúc của tiền bối này khiến nhiều người không khỏi nghi vấn, ông đang muốn nói đến tương lai không xa của cô dâu Kim Ti Hi. Nam diễn viên An Sun Gi vốn là người rất thân thiết với đôi vợ chồng Kim Ti Hi và Biren, vì vậy lời nói của ông nhận được nhiều tin tưởng. Trên trang tổng hợp đa âm xứ Hàn, cụm từ khóa tìm kiếm Biren Kim Ti Hi mang bầu xuất hiện ngay trong danh sách những từ liên quan đến đôi vợ chồng này. Cộng đồng mạng xứ Hàn đặt nhiều hoài nghi
Kim Tae-hee mang thai nên phải cưới gấp. Trong một lần trả lời phỏng vấn tạp chí vào năm 2003, Kim Tae-hee cho hay cô là người theo đuổi Công giáo và rất sùng đạo nên tuyệt đối không có chuyện mang bầu trước hôn nhân. Khi được hỏi về chuyện giới tính con cái, Kim Tae-hee cho biết, trước đây tôi muốn có con trai, nhưng bây giờ tôi thấy ghen tị khi những người bạn có con gái đầu. Hiện tại Kim Tae-hee đã 37 tuổi, cô hơn chú rể Biren 2 tuổi. Vì vậy, việc nữ diễn viên sớm có em bé cũng là mong muốn của người hâm mộ khi tuổi 40 đã gần cận kề. Đám cưới Biren và Kim Tae-hee được tổ chức tại Thánh Đường với sự tham gia của một số ít nghệ sĩ thân thiết cùng gia đình hai bên. Tiệc cưới tổ chức kín đáo, bảo mật cao và giản dị nhất có thể. Cả hai cũng không có nhà tân hôn mới, không đi du lịch tuần trăng mật. Trấn Thành cùng các nghệ sĩ nói những lời yêu Harry Won hết mực sau đám cưới. Trấn Thành chưa biết yêu Harry Won được bao lâu, nhưng anh mong cả hai có thể vị tha để đi đến tận cuối con đường. Mới đây, MC Trấn Thành bất ngờ đăng tải một đoạn clip ngắn tâm sự về Harry Won sau khi làm đám cưới. Không phải là lần đầu tiên nói về Harry Won, nhưng những lời nhắn nhủ chan chứa tình cảm của anh dành cho bà xã khiến nhiều người cảm động. Bên cạnh đó, rất nhiều nghệ sĩ Nam Bắc cũng chia sẻ về con người, tính cách của Harry Won thông qua clip này. Mở đầu clip, Trấn Thành dành lời cảm ơn tất cả mọi người đã dành sự quan tâm, ủng hộ cho đám cưới của anh với Harry Won. Tiếp đó, Trấn Thành muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một người con gái mà ngày qua phải hứng chịu những lời đàm tiếu, thậm chí là những lời chỉ trích. Nhưng sau tất cả những giông bão, tôi vẫn quyết định ở bên người con gái đó, mang đến hạnh phúc cho cô và muốn cùng cô đi hết quãng đời còn lại của mình. Và người đó chính là Harry Won. Sau khi yêu tôi, Harry đã phải nhận rất nhiều sự thiệt thôi, từ tình cảm, công việc, danh dự và cả hình ảnh. Nhưng tôi tin chắc với những người đã từng gặp gỡ, tiếp xúc và làm việc với Harry, họ sẽ có những góc nhìn khác. Anh nghĩ rằng khi anh đã lựa chọn em thì anh đã hiểu được con người em như thế nào. Và anh cũng không cần biết mọi người nghĩ về em ra sao, chỉ cần anh hiểu em là đủ. Và anh tin chắc tụi mình sẽ đủ sức mạnh vượt qua tất cả nếu như tụi mình tin tưởng và yêu thương lẫn nhau. Anh không biết tụi mình có thể yêu nhau đến bao lâu, nhưng anh nghĩ mỗi khi mình khó khăn nhất, cảm thấy gần buông tay nhau nhất, thì lúc đó hãy nghĩ lại những khoảnh khắc hạnh phúc và đáng yêu nhất để chúng ta có thể nhường nhịn nhau, vị tha cho nhau, để đi hết quãng đời còn lại của mình. Không cần biết mọi người nghĩ em ra sao, chỉ cần biết anh yêu em rất nhiều. Anh muốn kể từ ngày hôm nay, Harry Won sẽ là người vợ hạnh phúc nhất của anh. Đi thu âm cùng, đồng nghiệp bóc phốt tố cáo thái độ làm việc của Trấn Thành Harry Won hậu đám cưới. Trên Facebook của một nhạc sĩ, bất ngờ đăng tải một dòng status bị nghi là nhắm tới cặp đôi Trấn Thành Harry Won. Cụ thể, anh bày tỏ thái độ hậm hực, bồi thật khi phải chứng kiến quá nhiều màn thể hiện tình cảm của vợ chồng son đình đám. Theo như những gì mà nhạc sĩ này tiết lộ, Trấn Thành Harry Won cứ 15 phút lại ôm nhau âu yếm, hôn hôn hít hít, rồi giận hơn rồi lại làm hòa 109 lần ngay trước mặt đồng nghiệp, khiến anh tan nát con tim cô đơn. Anh hài hước tính về số lần mà cặp đôi khóa môi nhau lên tới cả nghìn lần. Thiết nghĩ hai người này từng bao lần bị ném đá lên án về hành động này rồi mà không biết đường rút kinh nghiệm gì cả. Thái độ làm việc thiếu nghiêm túc kiểu này thì sao mọi người tôn trọng được, quá là nhố nhăng. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa không chỉ đích danh, nhưng ai cũng thừa hiểu rằng anh đang nhắc tới hai người đồng nghiệp là Harry Won và Trấn Thành. Nữ ca sĩ cũng mới đăng tải status than thở về việc đi thu âm tới tận sáng sớm, trở về nhà lúc 5 giờ. Cụ ông mở mắt sống lại ngày trước khi hạ huyệt. Một cụ ông ở Trung Quốc đã làm sốc cả nhà và người thân khi đột ngột mở mắt ngồi dậy ngay trong quan tài khi đang cử hành tang lễ. Cụ ông 75 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên được cho là đã chết vì con trai cùng hàng chục họ hàng thân thuộc khác thấy ông ngừng thở và tay chân đều lạnh ngắt. Sức khỏe ông vốn lúc đầu cũng rất yếu nên ai cũng nghĩ rằng ông đã chết và cử hành tang lễ. Thế nhưng 8 tiếng sau khi thông báo về cái chết của ông Hoan và cử hành tang lễ,
Cả nhà đều choáng váng khi ông đột ngột mở mắt ngồi dậy rồi hỏi mọi người, chuyện gì đang diễn ra thế? Mọi người đang làm lễ tang cho tôi à? Ông đều thấy xung quanh có vòng hoa vải vóc, rồi họ hàng tề tụ xung quanh khóc lóc thương tiếc cho cái chết của mình. Tang lễ đáng lẽ sẽ được tổ chức trong vài ngày tới và vẫn còn diễn ra sau khi hạ huyệt quan tài. Con cái sau khi hết sốc đã vội vàng đỡ ông lên giường rồi xin lỗi vì nhầm lẫn này. Ông hiện tại vẫn rất yếu và không thể ăn nhiều. Sau 2 ngày sống lại, ông vẫn chỉ có thể nằm trên giường và ăn cháo.